Biết bạn gái của con trai đang nợ tiền tỷ, nhưng tôi vẫn cho cưới. 5 năm sau, tôi nếm được quả ngọt. Sau vài lần về nhà chơi, có lẽ vì chúng tôi thúc giục cưới quá nhiều, nên mình đã thẳng thắn với gia đình tôi. Con bé bảo rằng nó đang gánh trên vai một khoản nợ hơn 1 tỷ đồng, nên chưa muốn cưới. Đó là những lời mở đầu trong dòng tâm sự ngày hôm nay. Thì để biết dòng tâm sự này có nội dung chi tiết như thế nào, sau đây kính mời cô chú anh chị và các bạn cùng lắng nghe. Ngày đầu tiên, con trai đưa bạn gái tên Minh về ra mắt. Nhìn con bé dáng hơi gầy, trông như tiểu thư, nên tôi cảm thấy vô cùng lo lắng. Tôi không biết nó có làm được gì hay không, rồi có nội trợ được hay không. Nhưng sau đó, khi thấy tôi làm gì, nó đều nhanh nhẹn đến phụ giúp, nói chuyện lại khéo léo và rất tình cảm. Điều này khiến tôi vô cùng ấn tượng và tôi đã duyệt luôn. Sau vài lần về nhà tôi chơi, có lẽ vì chúng tôi hối thúc chuyện cưới xin quá nhiều, nên mình đã thẳng thắn với gia đình tôi rằng con bé Bảo mới ra trường chưa lâu và đang trong giai đoạn lập nghiệp. Thú thật với hai bác, cháu đang khởi nghiệp và gặp khó khăn về kinh tế. Cháu đang gánh trên vai khoản nợ hơn 1 tỷ đồng. Vì hoàn cảnh như vậy nên cháu chưa muốn cưới. Cũng vì yêu anh Kiên thật lòng nên cháu không muốn giấu giếm hai bác. Cháu đợi khi nào trả hết nợ rồi mới tính đến chuyện hôn nhân. Kiên là tên con trai của tôi. Nghe bạn gái của con trai nói như vậy, vợ chồng tôi sững sờ, nhất thời không nói nên lời. Tôi không thể ngờ một cô gái mới 24 tuổi đầu đã dám khởi nghiệp và gánh trên vai khoản nợ lớn như vậy. Tuy nhiên, điều đó càng khẳng định mình là một cô gái có chí tiến thủ, thẳng thắn, dám nghĩ, dám làm, và tôi càng đánh giá cao con bé hơn. Nắm lấy tay mình, tôi ôm tồn bảo: nếu con không nợ nần thì con toàn diện quá rồi. Ngày xưa khi bố mẹ lấy nhau cũng chỉ có ít gạch để xây nhà mà thôi. Quan trọng là hai đứa yêu thương nhau thật lòng. Lấy nhau về cùng nhau trả nợ, rồi nợ nào cũng sẽ trả hết mà thôi. Người xưa bảo thành gia trước rồi lập nghiệp sau. Sau khi được chúng tôi thuyết phục, mình đã đồng ý kết hôn, trở thành con dâu của gia đình tôi. Sau khi cưới, hai vợ chồng nó làm việc ở trên thành phố, lâu lâu mới về thăm quê một lần. Thương hai con vất vả, vợ chồng tôi đã bán một mảnh đất, vét sạch tiền tiết kiệm để mua cho chúng nó một căn chung cư nho nhỏ, rộng 40m². Tôi cũng thường xuyên gọi điện thoại hỏi han và động viên các con cố gắng, cũng như là nhắc nhở chúng nó ăn ngủ đúng giờ để đảm bảo sức khỏe. May mắn, con dâu tôi là người giỏi giang, tháo vát và kiếm ra tiền. Hai vợ chồng nó yêu thương lẫn nhau, chung sức chung lòng, nên chỉ sau hơn 1 năm cưới, chúng nó đã trả hết nợ và cùng nhau thành lập công ty. Sau cưới 5 năm, giờ đây chúng nó đã có kinh tế ổn định và có một cô con gái vô cùng đáng yêu. Thấy các con được như vậy, chúng tôi cũng yên lòng. Đợt Tết vừa rồi, khi gia đình ngồi quay quần bên nhau, chồng tôi đã góp ý với các con: giờ đây các con ăn nên làm ra, có tiền rồi thì nên tích tài sản đi. Có thể mua đất hoặc đổi sang một căn nhà khác cho rộng rãi hơn. Đừng mang tiền đi đầu tư hết, kẻo đến khi vỡ lỡ lại chẳng biết nhìn vào đâu. Tôi cũng đồng ý với ý kiến của chồng. Thế nhưng những lời nói sau đó của con dâu đã khiến chúng tôi bất ngờ. Con dâu muốn xây nhà cho chúng tôi. Căn nhà bố mẹ đang ở đã xuống cấp, mùa mưa đến bếp còn bị dột, nên thay vì chúng con đổi sang nhà mới thì con muốn xây nhà cho bố mẹ trước để bố mẹ có nơi ở thoải mái hơn. Khi nghe gợi ý của con dâu về chuyện xây nhà mới, chúng tôi vô cùng ngạc nhiên, và con trai tôi cũng vậy, vì nó không biết ý định này của vợ. Vì biết các con còn quá nhiều thứ phải lo nên vợ chồng tôi đã từ chối khéo. Chúng tôi chỉ nhận tấm lòng của con là vui lắm rồi. Thế nhưng con dâu kiên quyết là muốn xây nhà cho bố mẹ chồng. Con dâu nói: thật ra con đã có ý định xây nhà cho bố mẹ từ lâu lắm rồi, nhưng vì chưa có điều kiện.
Giờ đây, chúng con đã có khả năng rồi, nên con muốn báo hiếu cho bố mẹ. Năm đó, tuy con nợ tiền tỷ, nhưng bố mẹ vẫn chấp nhận người con dâu như con. Bố mẹ còn luôn động viên và khích lệ, nên chúng con mới vượt qua giai đoạn khó khăn đó và có được ngày hôm nay. Chính vì thế, bố mẹ hãy cho chúng con có cơ hội để tỏ lòng hiếu thảo với bố mẹ. Nghe con dâu nói mà vợ chồng tôi rơm rớm nước mắt. Chúng tôi không thể nào từ chối được nữa, nên đã gật đầu đồng ý để cho các con xây nhà. Không chỉ là một căn nhà nho nhỏ, mà con dâu đã bỏ hẳn 3 tỷ đồng để xây nhà to, còn thiết kế hẳn một khu tập thể dục cho vợ chồng chúng tôi. Ngày dọn vào nhà mới, nhìn căn nhà hoành tráng mà nước mắt tôi rơm rớm. Ở độ tuổi 60, vợ chồng tôi đã được hưởng phúc từ con cháu rồi. Chúng tôi thật là may mắn. Dòng tâm sự thứ hai, về thăm mẹ, tôi ngỡ ngàng khi thấy bà cầm gậy mắng đuổi một người đàn ông ra khỏi cổng. Không hiểu tại sao mẹ tôi lại dữ dằn với người đàn ông lạ kia. Mẹ từng kể, bố tôi mất khi tôi còn rất nhỏ. Sau đó mẹ tôi đã đi thêm bước nữa với một người đàn ông giàu có, với mong muốn là tôi sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng người đó chỉ yêu thể xác của mẹ mà không hề coi trọng bà và đối xử rất bạc bẽo với tôi. Trong một lần đi chợ về, mẹ thấy Dượng đang quát mắng tôi và đuổi tôi ra khỏi nhà vì tội làm đổ bát cơm ra sàn nhà. Mẹ nhắc nhở Dượng nên nói chuyện nhẹ nhàng với tôi. Thế nhưng ông không nghe mà còn nói hai mẹ con tôi chỉ ăn bám dựa dẫm. Nếu như không có tiền của ông thì chúng tôi đã đói nhăn răng. Vì không muốn mẹ con phải sống quãng đời còn lại phụ thuộc vào người đàn ông đó, nên mẹ tôi đã quyết định ly hôn với Dượng. Sau lần đó, có rất nhiều người đàn ông ngỏ lời yêu mẹ, nhưng bà đã đều từ chối. Bà bảo sợ đàn ông lắm rồi. Bà nói tự lực cánh sinh là hạnh phúc nhất. Kể từ đó, mẹ con dựa dẫm vào nhau, có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo. Nhờ có mẹ quan tâm nuôi dưỡng mà tôi mới có được công việc ổn định như ngày hôm nay. Hiện tại tôi đã lấy chồng xa, mỗi năm tôi về thăm mẹ được vài lần. Thương mẹ sống một mình, bà rất lười chăm sóc cho sức khỏe của bản thân, nên lần nào về quê tôi cũng mua rất nhiều thứ để cho mẹ tẩm bổ. Tuần trước tôi về thăm mẹ, vừa đến cổng tôi đứng hình khi thấy mẹ cầm chổi đánh đuổi một người đàn ông ra khỏi nhà. Nhìn người ấy cũng đứng đắn đàng hoàng, nhưng không hiểu sao mẹ tôi lại ghét bỏ chú ấy đến như vậy. Khi đuổi khách đi, mẹ mừng rỡ kéo con gái vào nhà và hai mẹ con cùng nhau tâm sự. Khi tôi thắc mắc về mối quan hệ giữa mẹ và người đàn ông kia, thì mẹ thở dài. Mẹ bảo chú ấy tên là Tuấn, vợ mất mấy năm nay. Bây giờ chú ấy đang tìm kiếm một người vợ mới để nương tựa tuổi già. Tôi bảo nhìn chú Tuấn cũng đứng đắn và đáng tin cậy. Tôi khuyên mẹ nên mở lòng. Tôi bảo mẹ mà có chỗ dựa yên ổn, tôi cũng sẽ yên tâm phần nào. Mẹ nói từng bị cha Dượng hành hạ nên bị ám ảnh về đàn ông. Bây giờ cứ nhìn thấy nam giới nào có ý với mẹ thì mẹ tôi sẽ đuổi thẳng ngay từ đầu. Tôi giải thích với mẹ là không phải người đàn ông nào cũng xấu và khuyên mẹ nên từ từ tìm hiểu chú ấy. Thế nhưng bà không nghe và muốn đến sống với vợ chồng tôi. Tôi đã từng nói với chồng về chuyện đưa mẹ đến sống cùng với vợ chồng tôi. Thế nhưng anh ấy đã từ chối ngay. Anh bảo lúc ba đứa con còn nhỏ, cần mẹ đi chăm sóc thì bà đã từ chối. Bà bảo vì bận công việc không đi chăm được, đã đẩy hết trách nhiệm cho bà nội. Chính vì thế, cuối đời anh chỉ phụng dưỡng cho mẹ chồng, còn mẹ vợ thì anh không quan tâm. Ngày các con tôi còn nhỏ, mẹ tôi phải làm việc để tuổi già có lương hưu. Sao bà có thể bỏ dở công việc để đi chăm các cháu được? Chồng tôi thật ích kỷ,
lúc nào cũng vịnh vào chuyện con cái để không phải chăm sóc mẹ vợ. Ngày hôm kia, chú Tuấn lại đến tìm mẹ tôi. Lần này mẹ tôi không có ở nhà. Chú ấy và tôi nói chuyện rất vui vẻ. Chú nói về hoàn cảnh của bản thân. Chú bảo đã thích mẹ tôi từ 2 tháng nay và muốn được ở bên bà những ngày tháng tuổi già. Con cái của chú đều đã trưởng thành và có công việc rất tốt. Nghe cách nói chuyện của chú Tuấn, tôi cũng cảm nhận được chú đáng tin cậy. Vậy mà mẹ tôi vẫn bị ám ảnh bởi quá khứ mà không dám đi thêm bước nữa. Tôi không biết phải nói sao để mẹ tôi quên chuyện cũ mà mở lòng với chú Tuấn đây. Cô chú anh chị và các bạn thân mến, thì qua hai dòng tâm sự, cô chú anh chị và các bạn có những suy nghĩ, những chia sẻ cũng như là những lời khuyên dành cho những nhân vật trong câu chuyện thì có thể bỏ lại phần bình luận bên dưới. Một lần nữa, cảm ơn cô chú anh chị và các bạn thật nhiều. Mến chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn và luôn luôn bình an trong cuộc sống.